Xin chào quý vị và các bạn. Tôi đang có mặt ở phía trước cổng nhà công tử Bạc Liêu, số 13 đường Điện Biên Phủ, phường 3, thành phố Bạc Liêu. Và ở đây thì hàng ngày có rất là nhiều đoàn khách tham quan. Đây là cây đờn, biểu tượng của ca cổ của Bạc Liêu. Cây đờn này thì phía trước nhà công tử Bạc Liêu. Và đây là khuôn cảnh ở bên trong khu sân vườn. Có rất là nhiều hàng quán bán đồ lưu niệm. Các quán cà phê và phục vụ ăn uống cho du khách ở đây. Và đây là chiếc xe trưng bày khi chúng ta bước vào cổng của ngôi nhà công tử Bạc Liêu. Chắc chắn không ít chúng ta sẽ có rất là nhiều người muốn tò mò khám phá cái chiếc xe mà công tử Bạc Liêu đi đang trưng bày ở khu nhà của công tử Bạc Liêu này nó như thế nào, đúng không ạ? Và sau đây thì tôi cũng quay một cách chi tiết cho quý vị và các bạn cùng theo dõi để xem chiếc xe này có cấu tạo như thế nào nhé. Đây là mặt trước của chiếc xe. Cái phần kính chiếu hậu thì rất là đơn giản, nó cũng chỉ bằng cái kính chiếu hậu của chiếc xe máy ngày nay thôi. Và đây là khoang nội thất bên trong, gồm có 4 ghế ngồi, một ghế dành cho người lái, một người ngồi kế bên và hàng ghế sau cùng có thể ngồi được khoảng 2 hoặc 3 người. Đây là tay nắm mở cửa phía sau. Biển số xe. Đèn hậu. Nút khóa mở cốp xe. Đây là nút bình xăng. La răng của xe được thiết kế liền khối với cái kim loại sáng bóng. Phần đèn trước. Khoang lái bên trong. Và nói về thú chơi xe thì bây giờ thì công tử Bạc Liêu khiến nhiều người phải kinh ngạc trước những gì ông thể hiện. Bởi trong mắt họ thì hình ảnh của một người đi vào đồn điền bằng xe hơi là những hình ảnh mà họ chưa bao giờ từng thấy. Và trước mắt chúng ta là một chiếc Peugeot thể thao được sản xuất tại Pháp năm 1922. Đây là một chiếc xe thuộc loại cực sang và mắc tiền vào thời điểm đó. Và ông thường sử dụng trong những lúc mà đi chơi. Đây là một trong những loại xe mà cả miền Nam khi ấy là chỉ có 2 chiếc. Một chiếc là của ông và một chiếc của vua Bảo Đại. Và khi đi đòi nợ của các tỉnh thì ông lại sử dụng chiếc xe Ford EVT. Đây là một loại xe sedan 6 cửa ra đời vào năm 1948. Và công tử Bạc Liêu thì cũng đã từng gây chấn động cả nước khi đi thăm ruộng bằng máy bay. Và lúc đó ở Việt Nam thì cũng chỉ có 2 chiếc là của công tử Bạc Liêu và một chiếc là của vua Bảo Đại. Và nếu không tính vua Bảo Đại được trang bị máy bay riêng từ tiền ngân khố của quốc gia lúc ấy, thì công tử Bạc Liêu là một trong những người Việt Nam đầu tiên sở hữu máy bay trong cái thời gian này. Và với vé tham quan của người lớn là 30.000 đồng thì chúng ta sẽ được vào đây tham quan các cái trưng bày các cái kỷ vật của gia đình nhà công tử Bạc Liêu. Rất nhiều du khách đến tham quan. Đây là tôi đang đứng ở trên lầu 1 của ngôi nhà.
Ở đây thì trưng bày rất là nhiều các cái vật dụng quý giá, và có thể nói là không thể định giá bằng tiền được. Các cái loại bàn, giường, tủ đều bằng các cái loại gỗ quý, và các cái loại đá cẩm thạch trang trí trên các cái vật dụng này. Đây là bộ ghế gỗ rất là mắc tiền. Đây là bàn thờ cha mẹ của Khổng Tử Bạc Liêu. Đây là ông Hội đồng Trạch và bà thị Phan Thị Muối là thân sinh ra Khổng Tử Bạc Liêu. Đây là bộ bàn tròn cá hóa long được cho là rất quý giá. Đây là một cái máy nghe nhạc thời cổ. Máy chạy bằng băng từ. Và đây là bộ trường kỷ. Bộ bàn ghế thì lúc sinh thời thì Khổng Tử Bạc Liêu sử dụng cái bàn này để phục vụ cho bạn bè của ông đánh bạc ở đây. Đây là cái bàn hút thuốc phiện của ông. Và đây là một cái sập để ngủ, bình gốm.